Với những trẻ kém may mắn bị chính cha mẹ ruồng bỏ ngay từ lúc lọt lòng, thì hai tiếng gia đình dường như là điều gì đó quá đỗi xa vời. Bằng tình yêu thương và tấm lòng nhân ái, các mái ấm, cơ sở bảo trợ, trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi trên địa bàn huyện Cần Giuộc đã, đang và luôn dang rộng vòng tay đón nhận các em, sẵn sàng trao đi yêu thương, giúp các bé cảm nhận được không khí ấm áp khi về chung một mái nhà. Đây là không gian sinh hoạt hàng ngày của các bé mồ côi ở mái ấm An Lạc tại chùa Pháp Tánh, xã Tân Kim. Dù không thân thích máu mủ ruột rà, nhưng nhiều năm nay, hàng chục trẻ nhỏ cùng nhau lớn lên và có cùng người mẹ là sư cô trụ trì, Thích Nữ Tắc Bảo. 53 trẻ nơi đây là 53 số phận hoàn cảnh khác nhau, đều thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Có bé bị bỏ rơi khi còn đỏ hỏng, có bé bị bỏ rơi trước cổng chùa hoặc được người dân phát hiện đem vô chùa. Chính vì cảm thương hoàn cảnh của những đứa trẻ bất hạnh phải chịu cảnh bơ vơ côi cút, nên hễ có bé nào bị bỏ rơi là sư cô Tắc Bảo đều cưu mang nhằm bù đắp một phần thiếu thốn cho các bé, đồng thời cho trẻ thơ cảm nhận được không khí gia đình trong mái nhà chung này. Con tên Minh, con 9 tuổi, con sống ở đây rất vui. Con vui nhất là sư cô con. Sư cô nuôi lụm con nuôi từ nhỏ tới lớn. Con ở đây con lớn nhất, năm nay con được 10 tuổi. Ở đây các em kêu con bằng chị hai. Ở đây con thương hết, giống như mẹ với các em với lại mấy em nhỏ nữa. Thì đi học thì con có phụ mẹ quét nhà lau nhà. Ở đây là tại gia đình của con. Bé An Lạc hay bé Minh và tất cả các bé ở mái ấm này đều do sư cô Tắc Bảo đặt tên và làm giấy khai sinh cho từng bé và cùng mang họ Trần theo họ của sư cô. Bé lớn nhất 10 tuổi, bé nhỏ nhất 12 tháng tuổi. Cũng vì không có sữa mẹ, các bé phải ăn sữa công thức, nên một số bé sức đề kháng yếu, các bảo mẫu phải thay nhau chăm sóc mỗi khi ốm đau. Trong khi có một số bé bị não uống thủy, bị bệnh đau hay kém phát triển. Vì vậy, việc chăm sóc các bé khá vất vả. Thế nhưng, bằng tình thương, sư cô cùng các bảo mẫu nơi đây đã vượt qua tất cả để các bé được hòa nhập cuộc sống và học tập như bao trẻ thơ bình thường khác. Mái ấm An Lạc năm nay là được 10 năm. Năm đầu tiên là được hai cháu. Rồi mỗi một sau vài tháng sau thì mỗi một tháng là một bé, có khi là ba bé, rồi có khi hai ba tháng một bé. Và tới năm nay là được 53 bé. Mỗi lần bệnh là phải 7 bé đi bệnh viện, phải nhập viện rồi phải tìm người nuôi cũng vất vả lắm. Bây giờ thì cũng qua được rồi, cái lúc vất vả rồi cũng ổn rồi. Chăm sóc thì giờ làm 7 cô ca ngày, rồi 7 cô ca đêm. Và rồi ban ngày thì nhờ thêm thầy cô giáo ở ngoài rồi dạy thêm. Và thì càng lớn thì mấy bé trai thì nó hiếu động thì nó cũng càng quậy thì cũng hơi khó. Cái ăn uống thì dễ nhưng mà cái dạy thì không. 53 bé là 53 hoàn cảnh, nhưng mà mỗi bé một hoàn cảnh cũng đáng thương. Rồi từ chỗ đó thì sư cô cũng hứa với lòng là mình hy sinh, gắng hết sức mình để mình lo cho các bé được nên người. Từ tâm nguyện ấy mà sư cô Tắc Bảo luôn mang đến cho những trẻ nơi đây những ngày tháng sống trong yêu thương, đông đầy tình cảm, để các bé cảm nhận được một mái ấm gia đình. Bên cạnh việc chăm sóc dạy dỗ và lo cho ăn uống đầy đủ, sư cô còn lo thủ tục để các bé được đến trường như các bạn đồng trang lứa khác. Ngoài sư cô thì các bảo mẫu ở đây luôn tận tụy chăm sóc các bé, không chỉ cho các bé cảm nhận hơi ấm tình thân mà còn xem các bé như con của mình, nhất là những bé được đón về nuôi khi mới lọt lòng. Trong từng bữa ăn giấc ngủ của các con đều có sự yêu thương dỗ về của các cô bảo mẫu.
Em thì với chị Mười thì chăm sóc 15 đứa nhỏ cỡ từ 3 đến 4 tuổi, với 13 đứa lớn từ học từ lớp 1 đến lớp 4. Là em chăm sóc các bé là em gần gũi cũng mấy năm rồi, nên là bé nào em cũng thương, cũng mến hết trơn á. Coi như là mẹ của mấy đứa. Em chỉ mong cho các bé là học giỏi thôi để sau này có tương lai bé tốt hơn. Để bù đắp một phần thiếu thốn cho các bé, nơi đây thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi hay cho các bé đi du lịch trải nghiệm. Bên cạnh đó, các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân cũng thường xuyên đến thăm, tặng quà và cùng vui chơi với các bé. Tôi cũng hay đến thăm những các bé, tại vì cũng mùa Vu Lan cũng sắp tới. Về tôi đến thăm các bé thì cũng có quà cáp nho nhỏ gửi cho các bé, để các bé mừng. Tại vì con cái mình thì đầy đủ cha mẹ, còn các bé thì bỏ rơi, thiếu thốn tình thương cha mẹ rất nhiều. Nhưng thấy các bé có quà, các bé mừng, vậy là mình cũng đủ vui rồi. Mình cũng hay đến thăm, mình cũng hay cho quà, chứ không phải là ngay mùa Vu Lan hay là gì, những cái tháng khác cũng vậy. Cùng chung số phận, các bé mồ côi cha mẹ ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời cũng được nuôi nấng, chăm sóc tại Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mồ côi xã Thuận Thành. Nơi đây vừa là nhà, vừa là trường, là nơi nuôi dưỡng các bé từ thể chất, tri thức đến tâm hồn. Cứ thế lần lượt 13 bé từ 1 tuổi rưỡi đến 4 tuổi lớn lên trong tình yêu thương của người sáng lập trung tâm cũng như các cô bảo mẫu tại đây. Ý tưởng thành lập trung tâm mồ côi của tôi là xuất phát từ năm 2015. Khi đó thì tôi quyết định là thành lập trung tâm mồ côi để nuôi dạy cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những trẻ em mồ côi, không có người thân nuôi dưỡng, không có cha, không có mẹ. Và khi tôi chào đón trẻ vào trung tâm mồ côi thì mong ước của tôi là sẽ nuôi được 100 trẻ tại trung tâm này. Và điều mà tôi mong ước nhất đối với những đứa trẻ này là tôi hy vọng các trẻ sẽ có được một cái nền giáo dục thật là tốt và sẽ có một cái tương lai thật là tươi sáng. Xuất phát từ ý tưởng ấy, trung tâm được hình thành gồm tầng trệt và 2 tầng lầu với 3 phòng học. Ngoài ra, còn có các phòng giải trí, thư viện, trưng bày văn hóa nghệ thuật, phòng ăn, ngủ, nghỉ để các bé được học tập vui chơi trong không gian rộng rãi và tràn ngập ánh sáng. Là điểm tựa cho những đứa trẻ kém may mắn, trung tâm đã và sẽ luôn dang rộng vòng tay đón nhận các bé mồ côi, tận tình chăm lo, bù đắp phần nào những thiệt thòi, mở ra con đường tương lai tươi sáng cho các bé. Trong thời điểm này thì tập trung cho tụi nhỏ nó quen với là cái giáo dục của châu Âu, là chương trình này là của Montessori, do một cô đảm nhiệm, cộng thêm với là của Bộ Giáo dục Đào tạo là cô giáo mầm non đảm nhiệm. Còn ngoài ra ăn uống của các con thì có bảo mẫu chăm lo hết. Cái phần ăn, tiêu chuẩn ăn, cái cuộc sống sinh hoạt ở đây hoàn toàn là 80% là theo cái kiểu của châu Âu hết. Về sau có trẻ thì ở đây cũng vẫn tiếp thu, tiếp nhận hết, lập hồ sơ thủ tục cho nó đúng pháp luật. Thực tế cho thấy, mỗi em nhỏ đến với trung tâm có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi đến sinh sống tại đây, tất cả các bé đều được chăm sóc chu đáo. Nơi đây thật sự trở thành mái nhà chung đầy ắp tình yêu thương cho các em nhỏ mồ côi. Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mồ côi, Mái ấm An Lạc là hai trong số 3 cơ sở nuôi dạy chăm sóc trẻ mồ côi trên địa bàn huyện Cần Giuộc thời gian qua, đã góp phần chăm sóc bảo vệ trẻ em, nhất là đối với trẻ bị mồ côi, bỏ rơi, và công tác này luôn được địa phương đặc biệt quan tâm. Trên địa bàn huyện Giuộc thì hiện có 3 cơ sở bảo trợ xã hội để mà chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em. Hiện tại thì trong 3 cơ sở này có 72 trẻ em. Thì thời gian qua thì phòng cũng có phối hợp với các cái ngành có liên quan để tham mưu với ban huyện chỉ đạo cái ngành của xã để mà thực hiện tốt cái công tác chăm lo cho các trẻ. Cụ thể như là hỗ trợ về cái điều kiện pháp lý dành cho các trẻ như là khai sanh, thì các cái chế độ bảo hiểm xã hội, về cái chế độ bảo trợ xã hội thì phòng cũng có tham mưu để mà hỗ trợ cho các bé. Thì theo cái nghị định 20, phòng cũng tham mưu ban huyện thường xuyên quan tâm các cái trẻ ở đây, cụ thể như là dịp Tết Nguyên Đán
rồi tháng hành động vì trẻ em trung thu thì cũng có thành lập các cái đoàn của huyện để mình đi thăm các cái trẻ, đồng thời thì song song đó cũng động viên các cơ sở thực hiện tốt cái việc chăm lo cho các bé, đồng thời thực hiện tốt các cái quy định của pháp luật về cái hoạt động của cơ sở. Mọi trẻ em trên đời, dù là ai, xuất thân trong hoàn cảnh nào, cũng có quyền được yêu thương và chăm sóc. Tin rằng với sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, không chỉ bù đắp những thiệt thòi, mất mát, giúp các bé cảm nhận được tình yêu thương trong mái nhà chung, mà còn tạo điều kiện cho các bé phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần.